Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục huyện Hoa Lư đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành là dạy tốt, học tốt, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi trường học đã đăng ký cụ thể việc làm theo Bác với các nội dung như đổi mới công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, tự làm đồ dùng dạy học, quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh hoạt chi bộ, tọa đàm, giao lưu với chủ đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, các em học sinh về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục. Ở trong lớp học, mình có thể là quan tâm tới học sinh từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ như là buổi sáng đến lớp mình có thể chào con đã ăn sáng chưa? Con có cần cô giúp đỡ gì không? Ví dụ thế. Và khi dạy học thì mình luôn luôn đem lại hứng thú cho học sinh bằng cách thêm những trò chơi vào trong tiết học. Ví dụ như là một tiết của tiểu học thì có từ 35 đến 40 phút. Ở giữa tiết là có một cái mấy phút để nghỉ giải lao. Thì mình có thể đưa vào đó một trò chơi học tập để cho các con hào hứng và học tiếp đạt hiệu quả cao hơn. Ngành cũng thường xuyên tổ chức các hội thi như giáo viên dạy giỏi, thi đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên, dạy học tích hợp, viết sáng kiến kinh nghiệm, thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích cốt lõi là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh. Thứ nhất là chúng tôi tạo một cái môi trường xanh, sạch, đẹp, môi trường thân thiện, gần gũi để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Phụ huynh đưa con đến trường rất an tâm, phấn khởi khi trẻ được học tập trong một cái môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Nhiệm vụ thứ hai tôi thường giáo dục trẻ đó là từ những việc nhỏ nhất. Với độ tuổi mầm non thì tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đúng như lời Bác Hồ dạy, tôi giáo dục trẻ từ tình yêu thương, tạo dựng một môi trường sinh hoạt cho trẻ, môi trường hoạt động trẻ trải nghiệm trong lớp, ngoài lớp để trẻ có không gian hoạt động được phát triển về các mặt tư duy, phát triển về các mặt nhận thức thẩm mỹ. Riêng trong năm học 2021-2022, một số cuộc thi, hội thi như giáo viên dạy giỏi, tiết đọc thư viện cấp tỉnh, hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội cấp tỉnh, ngành giáo dục Hoa Lư đều xếp thứ nhất toàn đoàn. Đối với học sinh, trong năm học vừa qua có 236 giải quốc gia, hơn 900 giải cấp tỉnh. Ở trên lớp thì em sẽ tích cực ra tay phát biểu, xây dựng bài. Ở về nhà thì sẽ làm bài tập về nhà đầy đủ, và nếu không hiểu thì sẽ hỏi các thầy cô giáo, các bạn, và sẽ lên mạng để tham khảo các thông tin. Còn ở trường lớp thì các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thì sẽ tham gia đầy đủ và tích cực, và để rèn luyện những kỹ năng sống để giúp ích cho bản thân ạ. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thi đua dạy tốt học tốt đã trở thành việc làm thường xuyên, từ đó lan tỏa sâu rộng những việc tốt, hành động đẹp, tình yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè thầy cô, cùng đoàn kết nỗ lực, quyết tâm để nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.